Quý khán giả đang đón theo dõi chương trình tin tức tổng hợp đầu tuần của đài truyền hình IBC được phát trên hai miền Nam Bắc California, tại miền Bắc California băng tần 56.12, tại miền Nam California băng tần 57.19, cũng như hệ thống Galaxy 19 được phát trên toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Và quý vị cũng có thể đón theo dõi trên website ibctv.us hoặc là subscribe trên channel của YouTube IBC TV Official. Và chương trình tin tức tổng hợp buổi sáng đầu tuần ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của xuất ngôn viên Linh Trịnh và Xuân Anh. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung chính sau đây. Người Argentina tuần hành để yêu cầu an ninh tại thành phố bạo lực ma túy Rosario. Tổng thống Zelensky dẫn đầu tưởng niệm cho chiến binh Ukraine bị giết ở Bakhmut. Quốc hội Georgia bỏ phiếu bác bỏ luật đại lý nước ngoài gây tranh cãi. Moldova âm ỉ bên biên giới chiến tranh của Nga. Ấn Độ và Hoa Kỳ khởi động đối thoại thương mại chiến lược song phương. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên về tình hình ở Argentina qua phần trình bày của xứ ngôn viên Xuân Anh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin buổi sáng là tin tức cho biết người Argentina tuần hành để yêu cầu an ninh tại thành phố bạo lực ma túy Rosario. Thưa quý vị, người dân địa phương từ thành phố Rosario đầy bạo lực của Argentina đã xuống đường hôm thứ Sáu ngày 10 tháng 3 để đòi công lý cho vụ sát hại một cậu bé 11 tuổi và đòi an ninh trong khu vực lân cận của họ. Massimo Chore đã bị giết vào cuối tuần trước ở Rosario, đông bắc Argentina, trong một vụ xả súng của băng đảng ma túy. Hôm thứ Hai ngày 6 tháng 3, những người hàng xóm tức giận đã bao vây nhà của nghi phạm và ném đá vào người đàn ông này khi anh ta trèo lên mái nhà để đe dọa những người biểu tình. Cảnh sát bắn đạn cao su để giải tán những người hàng xóm giận dữ. Tại cuộc tuần hành, người thân của nạn nhân vụ sát hại trẻ em và người dân đã dâng cao các biểu ngữ khô khẩu hiệu và mang theo cờ của những người bản địa. Tổng thống Zelensky dẫn đầu tưởng niệm cho chiến binh Ukraine bị giết ở Bakhmut. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky vào hôm thứ Sáu vừa qua, ngày 10 tháng 3, đã dẫn đầu các lễ tưởng niệm tới Dmytro Kosyubailo, một chỉ huy nổi tiếng được biết đến với biệt danh là Da Vinci, người đã giành được sự yêu mến của công chúng vì đã cống hiến cả cuộc đời trưởng thành của mình để chống lại Nga và các lực lượng ủy nhiệm của nước này. Người đàn ông 27 tuổi có đơn vị được gọi là Da Vinci's Wolves đã bị giết trong tuần này ở Bakhmut, thành phố miền đông Ukraine, kể từ tháng 8, đã trải qua trận giao tranh đẫm máu nhất trong cuộc chiến và vẫn còn tranh chấp khốc liệt. Ông Zelensky đã xuất hiện cùng với Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin tại St. Michael, có mái vòm bằng vàng được trang trí công phu ở trung tâm Kyiv để đặt hoa liên quan lên quan tài của Kosyubailo. Thật đau đớn khi mất đi những người hùng của chúng ta, dũng cảm, mạnh mẽ, trung thành với chính họ và với nhà nước. Ông Zelensky đã nói như vậy trên ứng dụng Telegram. Tôi đã trao cho Oksana Kosyubailo, mẹ của Da Vinci, huân chương quân công mà con trai bà đã được truy tặng. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên và chúng tôi sẽ luôn biết ơn. Sau đó, hàng trăm người đã tập trung tại quảng trường độc lập gần đó, biểu tượng cho những nỗ lực của Ukraine nhằm thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của Nga và xích lại gần với Liên minh Âu Châu. Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Rennikov và tướng Valery Zaluzhny, người đứng đầu lực lượng vũ trang của Ukraine, nằm trong số các chức sắc đến bày tỏ lòng thành kính tại quảng trường. Trong khi đó, Quốc hội của Georgia đã bỏ phiếu bác bỏ luật đại lý nước ngoài gây tranh cãi. Quốc hội Georgia hôm thứ Sáu đã hủy bỏ kế hoạch thông qua dự luật các đại lý nước ngoài đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị lớn trong nước
và đe dọa làm hỏng nỗ lực thành lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với Âu Châu của quốc gia Caucasus này. Theo trang web của Quốc hội Georgia, các nhà lập pháp đã bỏ phiếu chống lại dự luật trong lần đọc thứ hai vào hôm thứ Sáu, sau khi đảng giấc mơ Georgia cầm quyền rút lại sự ủng hộ đối với dự luật này. Hàng chục ngàn người Georgia đã xuống đường ở thủ đô Tbilisi trong 3 đêm liên tiếp để phản đối sáng kiến này, cho rằng chính phủ đang cố gắng đưa đất nước đi theo hướng ngày càng độc tài. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay, lựu đạn gây choáng và vòi rồng để giải tán những người biểu tình tập trung bên ngoài quốc hội ở Tbilisi, bắt giữ hàng chục người trong thời gian này. Dự luật sẽ yêu cầu các tổ chức phi chính phủ nhận được hơn 20% tiền tài trợ từ nước ngoài phải ghi danh với Bộ Tư pháp của đất nước với tư cách là đại lý nước ngoài. Phe đối lập còn cho rằng nó gợi nhớ đến một đạo luật vào năm 2012 của Nga mà Điện Kremlin đã sử dụng rộng rãi để đàn áp xã hội dân sự và truyền thông độc lập. Các kế hoạch do đảng giấc mơ Georgia cầm quyền thúc đẩy đã làm nặng nề thêm sự chỉ trích trong nước đối với chính phủ là khóa thân với Moscow, chống lại dư luận Georgia vốn bài Nga quyết liệt. Moldova âm ỉ bên biên giới chiến tranh của Nga, một âm mưu đảo chính, những vụ đánh bom giả, hack internet, gọi nhập ngũ giả, biểu tình rầm rộ. Moldova nói rằng họ đã có tất cả trong năm qua. Bộ trưởng Nội vụ Anna Rivenko nói với Reuters, chúng tôi đã chứng kiến một loạt các mối đe dọa an ninh bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái, mô tả một loạt các cuộc khủng hoảng mà bà cho rằng đã bủa vây quốc gia của bà và chính phủ thân phương Tây kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Quốc gia Âu Châu nhỏ bé này, một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, là một thế chân vạc địa chính trị độc đáo. Moldova là chủ nhà của tiểu bang Lihai Transnistria, một mảnh đất chạy dọc biên giới phía đông với Ukraine do lực lượng Lihai thân của Nga kiểm soát và có quân đội Nga đồn trú. Đất nước này cũng là quê hương của khu vực bán tự trị Gagauzia, nơi cũng rất thân với Nga. Các giới chức Moldova vẽ nên bức tranh về một quốc gia thường xuyên bị áp lực bởi chiến dịch tuyên truyền và thông tin sai lệch do Moscow dàn dựng, mà họ cho rằng nhằm gây bất ổn và làm suy yếu chính phủ của Tổng thống Maia Sandu, được bầu vào năm 2020 với lời hứa xin trở thành thành viên của Liên Âu. Bà Rivenko cho rằng đó là một cuộc chiến thông tin. Chính phủ Moldova đã không cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho cáo buộc của họ về một chiến dịch thủ đoạn bẩn thỉu do Nga dẫn đầu và Reuters không thể xác minh độc lập tài khoản của họ về các sự kiện. Điện Kremlin vốn đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc sử dụng bất ổn của Moldova đã không trả lời yêu cầu bình luận cho bài viết này. Và trong khi đó, Ấn Độ và Hoa Kỳ đã khởi động đối thoại thương mại chiến lược song phương Ấn Độ và Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 3, đã thống nhất khởi động đối thoại thương mại chiến lược song phương giữa hai nước. Đây là nội dung cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao của Ấn Độ, John Shankar, và Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ, Gina Raimondo, tại thủ đô New Delhi. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, đối thoại thương mại chiến lược song phương giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ tập trung giải quyết vấn đề kiểm soát xuất cảng, tìm kiếm các biện pháp tăng cường thương mại kỹ nghệ cao và tạo điều kiện chuyển công nghệ giữa hai nước. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ Gina Raimondo đã thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao của Ấn Độ về mối quan hệ Ấn Độ và Hoa Kỳ và cũng như các triển vọng thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước thông qua sáng kiến về kỹ nghệ quan trọng và mới nổi, được viết tắt ICET, và khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được viết tắt IPEF. Hai bên cũng đã thống nhất tăng cường thương mại chiến lược và kỹ nghệ cao song phương dựa trên ưu tiên chung của cả hai nước trong việc xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững và đáng tin cậy.
Tiếp theo chương trình sẽ được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó sứ ngôn viên Xuân Anh và Linh Trịnh sẽ quay trở lại với nhiều bản tin nổi bật như việc Nga đã áp đặt trừng phạt đối với 144 công nhân Latvia, Litva và Estonia như thế nào, hay việc ông Petr Pavel tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Séc, nạn phá rừng ở Amazon của Brazil vào tháng 2, hay Nam Hàn tạm dừng tuyển lao động ở 4 tỉnh có số lao động cư trú bất hợp pháp cao. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài truyền hình IBC TV để tiếp tục theo dõi.